lương công nhân Việt Nam thấp nhất với Đông Nam Á. Phúc Trình được công bố tại cuộc hội thảo về chính sách tiền lương tại Việt Nam cho biết rằng mức lương tháng trung bình của công nhân Việt Nam hiện nay ở chỉ khoảng 181 Mỹ kim, chỉ cao hơn Lào và Campuchia và chỉ bằng một nửa của công nhân Thái Lan, bằng 30% lương của công nhân Mã Lai và bằng 5% mức lương trung bình của công nhân Singapore. Mức lương của thợ Việt Nam đã thua xa mức lương trung bình của người phi luật tân. Báo Dân Trí những tuyên bố của Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Huân nói rằng Việt Nam cần phải điều chỉnh chính sách tiền lương để nước này có thể hội nhập nền kinh tế khu vực. Tại cuộc hội thảo trên, ông Matti Luepiki, mức lương trung bình của người thợ Việt Nam hiện nay thấp nhất khu vực Đông Nam Á, mà mức lương trung bình của khu vực chỉ bằng một nửa mức lương trung bình của thế giới. Còn theo bà Nicola Connolly, Chủ tịch Phòng Thương mại Liên Âu, 65% công nhân Việt Nam kém tay nghề kỹ thuật nên năng suất lao động thấp và vì thế dẫn tới hậu quả là mức lương trung bình quá thấp. Tuy nhiên, bà Sandra Polaski là Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Lao động Thế giới thì cho rằng mức lương tối thiểu là yếu tố quan trọng để thúc đẩy người thợ tăng năng suất lao động. Bà Sandra Polaski nói rằng khi được trả lương cao thì công nhân mới cố gắng tăng lương suất lao động bằng cách làm việc chăm chỉ và phát huy sự sáng tạo trong công việc.